Toàn nấu một cái nồi lẩu để ông ngoại của cái Tây ăn. Đó, đây là những cái nguyên liệu nè: nấm thập cẩm nè, củ cải nè, cà rốt còn hai củ, ngô vàng nè, cải thảo nè, bắp ngọt nè, hành nè, ba rô nè, cái này là cây sơn. Là mấy cái món này bắt đầu mình hầm nước cho nó ngọt nước trước rồi nè. Hầm nước thì mình bỏ cà rốt, củ cải, ngô vàng, bắp, ba rô vô. Hai, chào mọi người, chào mừng mọi người đến với nhà Toán. Hôm nay nhà mình làm một cái nồi lẩu nấm để mà để ông ngoại của cái Ti ăn. Này, lẩu nấm có gì mà phải? Cái này là ngô vàng á mọi người. Ngô vàng mình nấu, mình hầm trong cái nước rất là ngọt. Cái này là củ cải hữu cơ nha. Ngũ bàn cũng hữu cơ mà. Ừ. Toàn bộ nguyên liệu hữu cơ hết Không, mà. không có. Mấy loại rau này tối hôm qua gấp của anh đi mua trong siêu thị nè. À, nấm với lại Rau. cải thảo với lại rau kia rau gì á. Bắp. Xà lách son. À, xà lách son. Mình thích hầm nước bằng rau củ hơn là hầm với xương. Hầm với rau củ này ăn nó rất là Ngọt. ngọt nước mà theo kiểu ngọt thanh nha mọi người, nó không có bị béo. Cà rốt thì mình chỉ cần có hai củ thôi, còn bao nhiêu bỏ bao nhiêu. Cà rốt, củ cải với lại ngô vàng là được hữu cơ. Hai bắp. Bắp Mỹ à? Bắp Mỹ. Đó mọi người xem cái nồi kìa. Mình hành tráng không? Rồi, nấm nữa là nấm. Cái này là mình bỏ bỏ cái gói nấm vô mọi người. Đây. Nó dục luôn cả cái bánh kia kìa. Cái bánh nồng hậu nó dục là mấy bánh dẻo. Mẹ cất đâu. Bây giờ mình bỏ cái này vô nè. Ba rô nữa mọi người. Nghe mình có chồng ba rô không vậy anh? Có, mai mốt trồng ba rô. Cái ba rô này nó rất là ngọt nước. Đó, cái nào ngọt nước là bỏ vô hết. Rồi xong. Đó, rồi thơm lắm mọi người. Toàn là rau củ quả không à, thơm lắm. Mọi người, đây, không cái này là để nhúng lẩu nha. Ba chỉ bò với lại thịt bò. Nấm nè, bắp cái này là cải bắp thả, nhì cải cải thảo nè. Cái này là xà lách son. Cái này đố mọi người là cái gì? Có ai biết không? Cái này gọi là gọi ra cái thìa. Còn đây là cái nồi lẩu mình hầm cả 2 tiếng đồng hồ. Mình hầm từ lúc sáng á, bây giờ là chiều sắp tối rồi. Cái xác mình mới vừa đổ ra nè. Đó. Còn đây là cái nước mà mình đã lọc ra. Giờ Toán đang làm nước màu á mọi người. Nước màu với lại cái đầu hành á mình bỏ vô cho nó thơm. Rồi xong rồi nè, giờ mình cho hết vô trong đây. Cho nước nó đẹp hơn. Đã hoàn thành xong. Nêm nếm rồi xong rồi mọi người cũng vừa vị. Cái rau này là do mình mới rửa nè, nên mình phải trụng với là nước sôi, như là mình luộc á. Xà lách son. Mình luộc á chứ nếu như mình bỏ vô trong kia nó sẽ làm lạc nước á mọi người. Lạc nước nó sẽ mất cái vị lúc vị. Kinh Thi ơi, Kinh Thi đói bụng chưa? Dạ rồi. I'm hungry. Nói lớn, nói lớn.
I'm hungry. Ba ơi, nhanh lên nha ba. Cái tí đói bụng rồi. I'm hungry. Đây đây, mẹ chụp hình cho. Này là nước chấm á, nước chấm Hàn Quốc nè mọi người, Sốt. nước sốt Hàn Quốc. Bây giờ mình sẽ lấy và mình nêm nếm lại theo khẩu vị của Việt Nam mình. Cho em coi cái hũ đi. Cái này mình thêm miếng đường rồi chanh, Ồ. đường chanh với lại nước, chứ hiện tại nó còn mặn lắm, rớt nữa. Nhìn hấp dẫn quá. Đó, mình cho khoảng 3 muỗng nha. Mình cho 1 muỗng đường. Đây, 2 muỗng đường, 3 muỗng sốt. Nửa trái chanh. Đó, mình lấy hạt chanh ra. Còn một hộp kia kia ơi. Giờ mình sẽ trộn lên nha. Mình trộn lên xong rồi sau đó mình sẽ cho nước vào. Cho nước lèo, nước của lẩu đúng không? Nó lạc á, nước lẩu nó ngọt rồi. Nó đậm vị rồi. Đó, vậy là được rồi. Khuấy đều lên. Nhìn là thấy ngon rồi nha mọi người. Để mình nếm thử nha. Để xem nè. Đây, vớt bắp ra cho cái tay ăn nha. Xem siêu đầu bếp của nhà mình chưa? Hôm nay lần đầu tiên dọn ra ngoài sân ăn. Tô này là của ba nè. Không nè. Cái tay có nguyên điểm. Đây là cái chấm nè bạn. Rồi nha. Bây giờ mình sẽ cho nấm vô trước. Đây cái tay ăn mày nè con. Tay thích ăn mày. Sao vậy? Rồi vậy thôi tự ăn đi. Nha. Rồi thôi tự ăn đi nha. Rồi cái tay ăn mày. Đây muỗng để tay nè. Hồi nãy mình nấu chín rồi gì? Dạ con nấu sôi rồi. Rồi. Cái tay mà cứ thấy có ông bà ngoại lên là mặc định là sinh nhật của em. Nó không có chịu xôi mọi người. Đi, mình lấy nắp mình bỏ vô. Cái tay vui quá. Tao bị xôi chưa? Tay thích ăn mày. Rồi, xôi rồi. Mày ba, ba lấy mì à, lấy rau này trước nè. Con mì dưới nhiều lắm. Chân luôn. Hả? Ông Trang nó hả? Ba đưa con. Hôm nay ông Trang. Ông Trang đi ngủ. Trang ngại nha. Ờ, mai ông Trang dậy chơi cho tí ha. Cái ăn nhiều rồi, lên nha. Đây ba. Ăn nhiều lên ông à, Trang. Em thử nè. Em thử tới hôm nay thử có ngon không nha. Cho em cái nấm đông cô đi. Nhiều nấm mà, nấm đông cô đúng không? Ok. Bát đi, ăn bát đi. Nó thấy cái nước chấm này nó tưởng là cho vô rồi. Chứ cho nước chấm này đâu có cái. Luôn đi. Thái quá rồi đó. Đấy, giờ luôn. Đậy nắp lại cho nó sôi cho đã chứ. Rồi. Nó tì không ăn được á. Cay á. Hơi ít chanh ha. Nhiều chứ, chua anh thấy chua rồi. Chấm bên này thấy ngon ba ha. Hôm nay làm cái nồi, cái lồi nồi lẩu nấm rau thịt lại ông ngoại lên cái đó ông ngoại nấm ăn nào
Ông ngoại cũng thích ăn rau củ như nấm lắm á mọi người. Ăn rau không nấm. Tôi đang ăn mì trước hả? Trời lạnh lạnh ngồi ăn lẩu kìa. Ấm lắm nha. Thịt bò nha, biết thịt bò sôi chưa? Ừ, để nắp. Nắp sôi rồi. Wow, bổ tay à, đi, bổ cho tay. Cái ti ăn thịt bò nha. Sôi rồi nè. Rồi, rồi múc ra đi, mẹ múc ra đi. Wow, cái ti vỗ tay đi. Cái ti vỗ tay lại đi con, cái ti cười vỗ tay đi. Giỏi quá. Giỏi quá. Chín rồi, giỏi quá. Đây mọi người. Nồi lẩu này là ba Toản nấu nha. Ba Toản nấu lẩu ngon lắm. Mình thấy mình nấu lẩu ăn cũng được. Đổi cái bếp qua một bên để cho ông ngoại gắt là dễ. Ăn miếng thịt nha. Đói quá. Mời mọi người nha. Đây cho thịt ngon lắm. Để mình thử một miếng thịt nha. Mời mọi người nha. À, cái ti cũng mời mấy cô mấy chú mấy bác. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nhà mình ăn tiếp đây. À, quay tiếp hả? Rồi, cứ để quay tiếp nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của nhà Toản nha. Rồi, quay tiếp. Cái ti chào tạm biệt các cô chú các bác đi. Rồi, rồi, rồi. Để lại cho con luôn. Rồi.